Chevrolet Cruiser TZ dùng 3 năm chỉ hơn 400 triệu tại Việt Nam. Kiểu dáng thiết kế cứng cáp nam tính, vận hành đầm chắc được đánh giá trong phân khúc, bên cạnh trang bị khá đầy đủ đồ chơi option cho nhu cầu sử dụng cơ bản, là những ưu điểm của mẫu Chevrolet Cruze. Chevrolet Cruze tại Việt Nam đã từng là mẫu xe đen hạng C rất được khách hàng đón nhận, tuy nhiên Cruze đã biến mất khỏi các đại lý của Chevrolet tại Việt Nam từ đầu tháng 8 năm 2018 khiến nhiều người yêu Cruze cảm thấy tiếc nuối. Tại thời điểm Cruze còn được phân phối, dòng xe này luôn có một mức giá hấp dẫn hơn so với các lựa chọn xe Hàn và Nhật như Kia Cerato, Mazda hay Toyota Corolla Altis. Giá xe Chevrolet Cruze bản LTZ Full Option này có giá bán 629 triệu đồng, rẻ hơn 10 triệu đồng so với lựa chọn Kia Cerato 2.0. Thậm chí rẻ hơn 300 triệu so với xe Nhật như Toyota Altis V-Sport, vốn có giá lên đến 932 triệu đồng tại thời điểm đó. Ngoại thất thiết kế nam tính, trang bị tốt trong tầm giá và giá bán dễ tiếp cận là những yếu tố giúp Cruze đã trở thành một sự lựa chọn khá hợp lý dành cho những khách hàng có kinh tế hạn hẹp muốn sở hữu một chiếc sedan hạng C rộng rãi. Cruiser TZ 2017 được trang bị động cơ 4 xi lanh dung tích 1.8 lít hút khí tự nhiên, công nghệ EcoTech cho công suất tối đa 139 mã lực và mô men xoắn cực đại 176 Nm. Sức mạnh được chuyển xuống cầu trước thông qua hộp số tự động 6 cấp. Mặc dù mang đến khả năng vận hành đầm chắc, vững chãi, nhưng Cruiser TZ lại mang nhược điểm lớn chính là tiêu hao nhiên liệu hơn so với các đối thủ trong phân khúc C. Động cơ 1.8 lít đi cùng với trọng lượng không tải khoảng 1,3 tấn, khiến Cruze ăn uống khoảng 8 lít trên 100 km đường hỗn hợp, khoảng 6,5 lít trên 100 km đường cao tốc và hơn 11 lít trên 100 km đường trong thành phố. Ưu điểm của Cruiser TZ là đồ chơi options được trang bị khá đầy đủ với ghế bọc da, cửa sổ trời sang chảnh, màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, USB, Bluetooth, ga tự động Cruiser Control, cảm biến đỗ xe phía sau, camera lùi và khởi động bằng nút bấm. Chiếc Chevrolet Cruiser TZ đời 2017 trong bài viết là một ví dụ Cruze đã qua sử dụng giao bán trên thị trường với mức giá khoảng trên 400 triệu đồng. Bản thân chiếc Cruze này đã lăn bánh khoảng 30.000 km được giao bán với giá 450 triệu đồng, mức giá tương đương với lựa chọn xe hạng A. Nhìn chung, đây là một lựa chọn dành cho người dùng đang cần một chiếc sedan hạng C để phục vụ cho gia đình thay vì chạy dịch vụ. Dẫu vậy, người mua cần xem xét thật kỹ lưỡng nguồn gốc của xe trước khi xuống tiền, bởi hiện tại dòng xe này đang không còn được phân phối chính hãng tại thị trường ô tô Việt. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.